Xin chào bạn nhé. Dạo gần đây thì cũng rất nhiều người bị mua nhầm cái cây nho thân gỗ tứ quý thành cây nguyệt quế. Đấy, cây giống nhỏ cao tầm 3-40 phân như này thôi mà trồng có tầm 1 đến 2 tháng mà cây lại ra hoa. Đấy, ra hoa để ra trên ngọn chứ không phải ra ở quanh thân các bạn nhé. Đấy thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cách phân biệt giữa hai cái dòng cây này. Còn đây là cây nho thân gỗ tứ quý các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là hoa và quả của cây nho thân gỗ thì sẽ mọc kín thân như này. Cây hiện tại vườn nhà mình thì được khoảng tầm 8 năm tuổi rồi. Đấy, nó cao tầm 2,5 m đến 3 m các bạn nhé. Thì đặc điểm của dòng nho thân gỗ thì nó là một cái dòng cây nhiệt đới xuất xứ từ Nam Mỹ và được trồng rất nhiều ở Brazil. Giống nho thân gỗ thì cũng đã đưa về Việt Nam được khoảng 2 đến 3 năm nay và cho cái kết quả của sinh trưởng rất là tốt. Đấy. Vì là một cái dòng cây nhập khẩu nên là cũng có thể nhiều bạn là cũng chưa biết đến cái cây nho thân gỗ này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cách phân biệt cây nguyệt quế và cây nho thân gỗ, bởi vì khi ban đầu lúc cây nó chưa ra quả ấy, thì nhìn nó cũng khá là giống nhau. Để các bạn có thể lựa chọn đến cây giống đạt chuẩn các bạn nhé. Cây ngoài cùng phía bên ta tay trái mình chính là cây nguyệt quế các bạn nhé. Đấy. Còn đây chính là cây nguyệt quế. Lá nó khá là giống nhau. Còn đây chính là cây nho thân gỗ tứ quý. Khi chín thì cái loại nho thân gỗ này là loại nho quả đen các bạn nhé. Khi chín thì quả sẽ chuyển sang màu đen. Còn cây ngoài cùng này đó chính là cây nho thân gỗ tứ quý giống mới, hay còn gọi là cây nho thân gỗ 12 mùa, thì khi chín thì cái quả nó chuyển sang màu đỏ. Đấy thì hai cái dòng nho thân gỗ này thì đều ra quả quanh năm bốn mùa các bạn nhé, hết nó này sẽ ra nữa khác. Đấy, trên cây lúc nào cũng có hoa có quả các bạn. Cái đặc điểm đầu tiên mà các bạn có thể dễ dàng sử dụng để phân biệt cây nguyệt quế và cây nho thân gỗ đó chính là mỗi cái cành, mỗi cái ngách lá mọc ra từ thân của cây nguyệt quế thì sẽ gồm 5 cái lá nhỏ các bạn nhé. Đấy, đấy cái chính là cái đặc điểm mà các bạn có thể sử dụng dễ dàng nhận biết nhất giữa sự khác nhau giữa cây nguyệt quế và cây nho thân gỗ. Còn đây chính là cái lá của cây nho thân gỗ tứ quý các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy là mỗi ngách lá mọc từ thân ra thì nó sẽ dao động khoảng từ 9 đến 11 ngay 11 lá các bạn nhé. Đấy, có những cành nó dao động từ 13 đến 15 lá, nhiều hơn rất nhiều so với cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế thì mỗi ngách lá nó chỉ có khoảng tầm 5 lá đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể sử dụng đặc điểm này để phân biệt giữa hai dòng cây này để làm sao mà lựa chọn được những cây giống chuẩn chất lượng các bạn nhé. Bây giờ thì cũng là cái thời buổi công nghệ 4.0, mua hàng online rất là phổ biến để giao hàng tận nhà, thì những cái dòng cây này đều là những dòng cây ăn quả lâu năm ấy. Thì các bạn lên tìm hiểu kỹ những nơi mà nó có địa chỉ uy tín rõ ràng đấy, thì để mua cây để đỡ tốn công chăm sóc gọi nhé. Đấy, chứ chăm sóc bao nhiêu lâu sau này mới biết là không đúng cái cây mà ông muốn lại chặt đi, nó rất là tốn công. Đấy, còn một cái đặc điểm nữa là về màu sắc và kích thước các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn đây, đây đây là cái lá nguyệt quế này. Đấy thì nó sẽ hình bầu dục hơn rất nhiều so với hai dòng nho. Đây là cây nho thân gỗ tứ quý quả đỏ đen, còn đây là nho thân gỗ tứ quý quả đỏ. Đấy, các bạn nhìn đây, lá nó sẽ ngắn hơn rất nhiều và nó sẽ có cái hình bầu dục hơn so với lá nó sẽ ngắn hơn và có hình bầu dục hơn so với hai cái dòng nho này. Đây các bạn nhìn nhá, nó sẽ ngắn hơn rất nhiều. Cái kích thước lá nó chỉ dao động khoảng tầm đây các bạn có thể thấy là nó chỉ khoảng tầm phân rưỡi, cùng lắm là 2 phân thôi. Còn cái cây của lá của nho thân gỗ tứ quý thì nó sẽ dài khoảng tầm 3-4 phân nhé. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng những cái đặc điểm này để phân biệt giữa hai cái ba cái loại cây này để tránh nhầm lẫn khi mua cây. Đấy, cái toàn là những cây ăn quả trồng lâu năm ấy, mua nhầm cây thì rất là phí công phí sức các bạn nhé. Đấy, khi mua hàng trên mạng thì các bạn cần lưu ý là tìm những cái trung tâm nhà vườn uy tín mà mua các bạn nhé. Vườn nhà mình thì là một trong những cái đơn vị mà chuyên cung cấp cái dòng cây ăn trái và cây hoa nhập khẩu độc lạ có giá trị kinh tế cao. Cây nào mà phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam thì bên mình sẽ đưa về để giới thiệu cho mọi người trên toàn quốc các bạn nhé. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này, khi nào có sản phẩm mới về thì mình sẽ giới thiệu đây cho bạn và sẽ chia sẻ cho bạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc từng loại cây là như thế nào để sao cho một cây ra hoa đạt năng suất tốt nhất có thể các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.